Tuấn Dương xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Kính chúc quý cô chú anh chị một ngày mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hôm nay thì mình có hẹn chú Võ Văn Bé Ba để trao cho chú cái số tiền mà các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ chú. Thì hồi nãy sau khi phát cơm xong thì có thấy chú đang bán vé số, nên là mình cũng muốn ghi lại một số những cái hình ảnh để gửi tới các cô bác anh chị về công việc của chú. Chú thì bị mất một tay và mất hai chân. Giờ chú đang bán vé số cho mấy người ngồi ở quán cà phê. Chiếc xe lăn như vậy thì chú đi khắp nơi để bán vé số. Sau khi bán xong thì chú còn xin tiền, nhưng mà các bạn thấy là vé số đôi khi bán không phải là dễ. Bà con cô bác cũng ngồi lựa, ví dụ như mua 5-7 tờ thì cũng ngồi lựa dò số sau rồi mới mua, thì mỗi một bán cũng khá là mất thời gian, nói chung là mất cả buổi sáng. Có một số người thương thì cũng mua vé số cho chú. Chút tiền để ăn cơm. Nói người Sài Gòn cũng rất là rộng lượng. Chào chú bán hết chưa? Chú bán hết vé số chưa? Còn mười mấy vé. Chú hôm nay là có một nhà hảo tâm có tính là gặp trực tiếp chú, nhưng mà cô lại không có thời gian.
Thì cô ấy có gửi cái số tiền này là 3 triệu của một nhà hảo tâm có tên là Cường Lý, pháp danh là Phú, pháp danh là Chánh Phú Từ Quán, để mục đích là hồi hướng công đức cho hương linh của mẹ tên là Phùng Thị Sinh, pháp danh là Diệu Đạo, gửi biếu chú cái số tiền là 3 triệu. Chú đếm lại, đúng rồi. Dạ. Thì giúp đỡ chú một phần khó khăn, để bớt đi một phần khó khăn. Chúc chú nhiều sức khỏe nhé. Cảm ơn Cường Lý. Chú nói lớn lên ạ. Cảm ơn anh Cường Lý, chúc nhiều sức khỏe, có giúp cho những người khốn khổ như chúng tôi. Dạ. Rồi. Rồi thôi, hôm nay chú về nghỉ sớm đi. Rồi, chào chú nhé. Về chú cũng nghe. Dạ.